sao ngớt nói lời chia xa để tình vui pha. Em có một con đẩy 2 kênh mạch LH chạy 32 sò, máy bù áp các bác nhá. Chạy tổng cộng là 32 sò. Con này là 800W một kênh nhá. 800W một kênh. Đấy, có thể đánh được 2 đôi bát 30 căng đét các bác nhá. 2 đôi bát 30 hoặc là 40 côn 76 đánh căng đét luôn. Đấy, chạy 32 sò NG, tiếng rất là sáng. 8 tụ 80V 10.000 mi. Đấy, bác nào mà đánh 2 đôi full 30 hoặc là 40 côn 76 đấy, từ 17 thì lấy con này rất là ok nhá. Đấy, giá rất là đẹp thôi. 4.300.000 chưa bao gồm phí vận chuyển. 800W một kênh và giá là 4.300.000 các bác nhá. Chưa bao gồm phí vận chuyển. Tiếng rất là hay. Trôi cho giây phút chia ly này kéo dài trước khi phân kỳ. Ước cao cho tàu đừng bác nào mà chốt thì liên hệ với số thoại 0967 851 866. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.